Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình tưới buổi sáng cái thằng 7544 cộng canh dưỡng cộng rong biển ha. Đó thì pha tỷ lệ là 30 gram 16 lít nước ha. Thì cái thao này mình nãy giờ mình pha rồi, xài cũng được nửa thao nè. Thì 200 lít nước mình pha tới 400 gram, lại chừa lại miếng này là 100 gram nè. Thì gói này 250. Đó, rồi giảm cái lượng này lại ha, giảm cái lượng này lại, tăng cái lượng này lên đó, để cho nó tạo nụ. Còn mà anh em nào mà cây nào mà không có chơi nụ ha, không chơi bông đó, thì vẫn duy trì canh dưỡng rong biển, bộ bung giọt, bộ gì lá xanh lá ha. Thì cây này là cây cắt tàn lại nè. Thì bây giờ nụ nó ra đây nhóc nè. Kích nụ là nụ ra liền à. Nụ ra đầu cành á, ý là cây thọ hương là một dạng chậm nụ ha. Không có xiên nụ. Con này siêu bông nè. Siêu bông nè, hàng hà nè. Lên tới đầu cành. Cho anh em xem cái mặt bông của thằng siêu bông nè. Thấy không? Lộn nở bông. Cho ông lão tướng này ăn miếng đi, bỏ phế ổng ngoài đây. Cây này bự, cây bay bay vào một hướng, dùng bộ phế rác không à. Còn mấy cây này lát đóng hàng đi giao nè, vô bịch vô thùng rồi đó, cái thùng nào ghi tên thùng đó dễ nhớ. Nè coi nè, kích nụ rồi nè, nụ lên đầy kìa, nụ lên đầy luôn nha cả nhà, nhánh nào cũng nụ đầy hết. Cái này cái dạng như giảo Thủ Đức cả nhà, nụ lên ghê lắm. Thủ Đức mà ghép nữa ai chịu nổi. Quá trời cái tàn, không thấy cái mặt chậu luôn, tại cái cây bonsai lùng lên con gan là ghép rồi nên là nó. Qua đây cho anh em thấy con hở hở nè. Lùng tới mức độ là từ mặt chậu lên như đây là nó rồi nó chìm xuống luôn à. Đó. Cái này ghép 5 bo.
là quấn theo cây bài luôn, 1 2 3 4 5 luôn á, mà cành 1 cành 2 cành phong cành 3 đỉnh luôn á. Đó. Đó mình lợp tàng ngang hết nè, dặn qua dặn lại uống ngay không ráo nè. Đó cả nhà thấy ghê không? Thôi xin dừng video tại đây cả nhà. À, chúc cả nhà vui vẻ ha. À, tiếp tục tưới cho nó hết là nghỉ. À, hết cái này pha khác. À, thôi xin chào cả nhà. À, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. À, thì anh em cần gì cứ gọi cho mình ha, cây giống hoặc là phân hay là tư vấn từ xa cứ gọi trực tiếp và điện thoại trực tiếp hoặc là Zalo. À, nếu mà mình không nghe máy được, mình lý do chạy xe thì anh em cứ nhắn tin lại ha, để mình thấy mình biết mình trả lời. Thôi xin chào.